kín lại hết nó mới tạo được cái lớp màng được đó. Nhưng mà chỗ đó nó sáng sáng lên rồi đó thì phải dặm để ý. Mình có kinh nghiệm mà, kinh nghiệm mình tin con mắt mình, để ý mình lăn là mình biết à, dặm vô mắt mình rồi đó. Đúng rồi, làm sao là nó phủ hết rồi tới lớp 3 là hoàn thiện luôn. Lớp 3 lăn cái là ngon. Đúng rồi.